Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Chú ti dâm bị ma dâng phần tê quý sung quý sung lãnh khá nà thà yá tí xá ra nê nà sá hạ an thăng gá sá măng nà gá tăng u bố sá thăng yá chá mạ. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì. Ta ti yam pi ma yang phan te quy sung quy sung ran khanatha ya ti sa ra ne na sa ha an thang sa man na ga tang upo sa tang ya cha ma. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vâng giữ hành theo lợi ích. Lần thứ ba, chúng con thành kính cung thỉnh ngài Trí Đức truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con kính dâng biết đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Thầm Mà Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng và của tu nữ như pháp, chào chư thiền nam tín nữ, xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng cách cha ha mi, con đem theo lòng thành kính xin quy Phật. Đăng mong sa đăng cách cha ha mi, con đem theo lòng thành kính xin quy pháp. Sẵng thân sở năng gánh chế hà mị, con đem hành động thần kính, xin quy tăng. Đức tỷ âm bi vô trang sở năng gánh chế hà mị, con đem hành động thần kính, xin quy Phật lần thứ nhị. Đức tỷ âm bi đấm mong sở năng gánh chế hà mị, con đem hành động thần kính, xin quy Pháp lần thứ nhị. Đức tỷ âm bi sẵng thân sở năng gánh chế hà mị, con đem hành động thần kính, xin quy tăng. Lần thứ nhì, ta ti yam bi bu đăng sa năng ga cha ha mi, con đem hành động thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti yam bi đắp măng sa năng ga cha ha mi, con đem hành động thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, ta ti yam bi sang khăn sa năng ga cha ha mi, con đem hành động thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bun thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tu ti âm vi bun thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, tu ti âm vi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, tu ti âm vi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, tu ti âm vi con xin sám hối. Tu ti âm vi sang thân saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, ta ti âm vi bun thân saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti âm vi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, ta ti âm vi sang thân saranang gacchami,
Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa na ca hát năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Anavante, dạ chúng con xin vâng. Bà na thi ba ta về là mình đi sẽ khó mới nâng tâm mạnh dạ mi con xin được học là quy tránh xa sự sáng sanh à định na đa nam về là mình đi khó mới nâng tâm mạnh dạ mi con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp Abramacharya Veramani Kabhanyamani Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm Musawada Veramani Kabhanyamani Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura me raya man japa man dhana Vela man i ka pa na sa man ya mi Con si ma ghi di học Ra quy ra na si yung rưu và ca ta sai Vi ka la po cha na man i ka ya mi Con si ma ghi di học là quyển xa sự an sái giờ anh chay tao qua đi tao quy su cơ đa sanh nam ma la gan tháo quy lệ ban tha ra nam man đa na vi phu sanh nạt tha nam về ra mình đi to với những thứ mình giảm mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa cho múa hát thôi kèm đường xem múa hát nghe đừng kèm trang điểm to và thơm dự phận và đều càng hoa ưu chai xe dạy nằm mà hai xe dạy nam về là mình đi to với những thứ mình giảm mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa cho nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Meraya Manchampama Dantana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dậy vui, uống rượu và các chấp sai. Vika lafo chana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Natcha gita vadita visukha dansana mala gantha vile phana tharana mandana vipusanantana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dội phận và đeo tràng hoa. Uncha Sayana Maha Sayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quả cao và xinh đẹp. Imang anthang kasamana katang punthampantang
Uposat thang iman cha rạn tinh iman cha ti hoa sang samma dewa afri afi rạn khi tung samma di yami. Chúng con xin thọ trì và quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được sự trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imani at pasika badani upo sa tasi lawase na iman charating iman jadi wasang sa sukang katuang mamade na samarap sitap bang di waktu sa wita si tam kui bapak pancay ay na tam bapak rồi sarang mong dihan theo sa đời sa trọn ngày nay chẳng nên dễ vui. Sile yon ti sile na po kasambadai sile na niputin yon ti tasmai silang iso hát ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như dị giới được giàu sang cũng như dị giới được giải thoát nhập nước bàn cũng như dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhớ. Xa thứ lành thay. Un ta mong ghê na quân đê hông. Ta đa bản xuân và vấn ta mong. Buồn thế yô ca lý tu đu su. Bùn thô ca ma tu tăng mạc băng. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vì dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong quán đi hông, thấm anh cha đu vi thắng quá răng. Thấm mê du ca li tu đô su. Thầm mu ca ma tu tăng mạc măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghi na quân đi hăng. Sẵn khăn cha đu vi thọn ta măng. Sẵn khi du ca li tu đu su. Sang khu ca ma tu tăng mạc măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thạnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài trí thức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Tê tha la tha su ta ru na ha bu ta sa ne ru ta su ta ho ta sa thập bệ thị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi được sự an vui được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hòa được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thứ lành thay. Chúng con thành kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con kính tri ân ngài. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu no garam.
Thích-ca Bồn Nhân Nô Anu Mô Đan Tu Chi Răn Ra Khan Thư Nha Ta Nhu A Kha San Tha Cha Bùng Man Tha Đê Hoa Na Ga Ma Hinh Thích-ca Bồn Nhân Nô Anu Mô Đan Tu Chi Răn Ra Khan Thư Ba Ni Nô A Kha San Tha Cha Bùng Man Tha Đê Hoa Na Ga Ma Hinh Thích-ca Bồn Nhân Nô Anu Mô Đan Tu Chi Răn Ra Khan Thư Nô Sa Đa. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu tự ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, cam vận thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, kim chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thân niết bàn, hay làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kê liền kiếp sau, nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhậm kỳ động giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại rảnh tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si đành, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm thao háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nhà ti đằng hồ tu sức khí tà hồn tu nhà tá vô. Do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y tăng quát tạ mê bùn nhân a sa quát khát gia quát hằng hồn tử. Do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước bằng con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trị đức, vị sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngựa mười muôn triệu, thế giới xa bà, vua trời đế thích diêm vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui chuyển hóa trong giáo pháp của đức thế Gotama. Y đằng nô buồn nhằn, đi bàn nát xa bách chạy dồ hồ tướng. Do sự bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô bút thà giác, nam mô thầm mà giác, nam mô sẵn thà giác. Dạ thưa, con chưa có thấy thầy vào lớp, con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ cũng đã đến giờ học vi diệu pháp của thầy kính, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư ạ.
Nam Nam Mô Tha Sa Pha Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam Mô Tha Sa Pha Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam Mô Tha Sa Pha Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bu Tha Sa Brahmacharo kati pati sampati katan chalyanti varam ayajata santita santam parajam kajatika Te se tu tham mong anu kham pi mong pa chan san tham ma pe rin vi na yang cha kha yang sun tan cha ban tham a pi tham ma cham mong Aku tayantu jatu san jadan dang pampu tanaye parisa yamanche. Phạm thiên vẫn đậm mùi khẩn khoáng, vẫn nhận lời nhưng chẳng dí hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc nhắm ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tính giữ pháp từ, đó là nhóm kiệu trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 mã giám vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới tựa ân vô cầm, đám mưa lạnh lưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cậu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. 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 Kính lễ sư Trí Đức, kính chào tất cả quý vị. Đây tiếp tục ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đặt lễ tam bảo tập tắc. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svakkhanato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi sabbadibbano bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi samma sambuddhammatulaṃ sasattam bhagavantaṃ Atiwari Pasisan Apitamakasangan. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo Phật Đại Thừa và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa định trong vị diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Các vị, thôi có thể là mình tạm nghỉ bớt phần đọc Pali ha, cho có thời gian rộng rãi chút xíu. Vô câu hỏi nó vui rồi sao nó vô bài học, có thể mình sẽ nghỉ sớm chút xíu thôi, bởi vì có một số công việc rồi. Mình chuẩn bị đi vào câu hỏi nó đâu vui ha. Câu số 1: tâm là sự biết, vậy biết có phải là tâm chăng? Tâm là sự biết, vậy biết có phải là tâm chăng?
ngọt à, dễ quá ha. À, mời MC lên làm việc ha. Mời kéo réo cái gì lên trả lời cho lẹ nha. À, xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy kinh. Con thấy đạo tràng ngày hôm qua, con xin được phép trả lời câu hỏi ạ. À, tâm là sự biết, vậy biết có phải là tâm chăng ạ? Cái câu này là con theo con là đúng ạ, bởi vì là tâm là sự biết và biết cũng là tâm ạ. Vậy con con xin trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. À, câu dễ quá à, quý vị lên vẽ lên nha. À, lên bổ sung không? Hồng Mai rồi, mời Hồng Mai lên bổ sung. Hồng Mai giờ rồi, okay. Rồi mời. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ cô Như Pháp, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào quý học viên trong room. Dạ, tâm là sự biết, vậy biết có phải là tâm chăng? Dạ đúng vậy, vì tâm là sự biết cảnh nên cái biết cũng là cái tâm biết, và tâm nó biết có sáu cảnh. Sáu cảnh, và sáu cảnh đó là trọn vẹn pháp. Dạ, thưa thầy. Xin hết ạ. Rồi, ngồi yên đó. À, câu mới ta rồi. Câu mới ta. Câu dễ quá mà. Câu ta lên đây. Rồi, ngoài câu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Tina, cảm ơn cô Mai, cảm ơn cô Pháp Nguồn. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, theo con thì con cũng có ý như mấy cô đã trả lời, nhưng mà con xin trả lời theo sự hiểu biết của con là tâm là sự biết, là đúng rồi, tâm là sự biết, tâm là sự biết cảnh, sáu cảnh đó là
cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Tùy theo trường hợp, tùy theo đối tượng mà tâm biết, tùy theo cái cảnh hiện hữu mà tâm biết. Và rồi vậy biết có phải là tâm chăng? Và cái sự biết này đó là lộ ý. Dạ, thì biết, con nhớ con đã nghe thầy giảng giải rồi, biết là lộ ý, thì cũng là tâm. Dạ, thì nó cũng, cũng biết, biết đây là cũng tùy theo cái đối tượng là cái cảnh mà tâm mà cái lộ ý nó biết được cảnh gì. Dạ con hiểu sao con nói vậy thầy. Dạ con xin cảm ơn lại cho thầy ạ. Rồi sao nữa, rồi mời Pháp Luân Lạc Cai lên. Dạ, kính thưa thầy, cho con xin được bổ túc thêm ạ. À, tâm là sự biết, vậy biết có phải là tâm chăng, thì con này cũng là đúng, nhưng mà khi tâm nó sinh khởi thì nó không sinh một mình mà luôn luôn là có tâm sở sinh cùng nó, thì nó đều đồng biết, đồng nương, đồng sinh và đồng diệt ạ. Thì trong đó thì nó đều có tâm và tâm sở có cái sự biết này ạ. Con xin được trả lời thêm như vậy, nếu mà sai có gì mong thầy chỉnh sửa cho chúng con. Rồi, xa hướng, xa hướng. Tâm không chỉ là biết, không phải chỉ mình tâm biết, mà cả tâm sở nó cũng biết nghe quý vị. Cho nên học lâu quá rồi, giờ quên hết tên rồi. Rồi, tâm là sự biết, mà tâm sở nó cũng biết vậy, nhưng mà nó biết đâu. Rồi, cho nên tâm là sự biết, và tâm sở cũng biết luôn. À, câu dễ quá, cô Hồng Mai cũng cật lắc luôn. Rồi câu số 2. Tâm sở si vắng mặt đồng nghĩa với bậc A-la-hán phải chăng? Tâm sở si vắng mặt đồng nghĩa với bậc A-la-hán phải chăng? À, câu hỏi ta nói là tâm sở si mà nó vắng mặt á, thì như vậy có phải đồng nghĩa bậc A-la-hán không? A-la-hán thì không còn si mê ha, còn vô minh ha. Rồi đâu mời cô Hồng Mai lên gỡ giống lại coi. À, mời cô Bích Ta, mời cô Bích Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con thấy thầy mời cô Hồng Mai nhưng mà con lỡ đưa tay. Thôi dạ, con cũng trả lời luôn. Dạ, câu 2. Tâm sở si vắng mặt đồng nghĩa với bậc A-la-hán phải chăng? Dạ, theo con thấy thì tâm sở si vắng mặt không có nghĩa là không có đồng nghĩa với bậc A-la-hán. Là bởi vì khi tâm sở si vắng mặt á, thì chúng ta sẽ có cái tâm thiện, chứ không phải là khi nào tâm sở si vắng mặt á, thì đồng nghĩa với bậc A-la-hán được. Mà bậc, mặc dầu bậc A-la-hán á, thì diệt trừ được cái tâm vô minh hoàn toàn, chứ không phải là khi nào si vắng mặt rồi cái là đồng nghĩa với bậc A-la-hán được. Và theo con thì tâm sở si mà nó vắng mặt thì lúc đó
chúng ta có được cái tâm thiện. Chứ không cái tâm bất thiện nó diệt đi rồi. Dạ, ta có tâm thiện. Dạ, con nghĩ vậy thôi. Con xin cảm ái rồi cho thầy. Rồi, xa thứ xa thứ ha. Mặc dù hoặc là án là diệt trừ tâm sở si đó, là diệt trừ vô minh, nhưng mà tâm sở si mà vắng mặt trong tâm thiện đó, nó cũng có đâu có tâm sở si đó thôi nha. Tâm thiện cũng không có, tâm thiền sắc giới cũng không có, tâm thiền vô sắc cũng không có. Ngay cả lên những bậc kia thì cũng vậy ha. Bậc A La Hán mới diệt trừ được cái si hoàn toàn, nhưng mà nó vắng mặt không có nghĩa là bậc A La Hán. Xà thú của ta ha. 10 điểm xà thú. Rồi, câu số 3. Tâm quả vô nhân. Tâm quả vô nhân chỉ sanh khởi với hàng phàm phu và chỉ có mặt trong cõi dục, phải chăng? Tâm quả vô nhân chỉ sanh khởi với hàng phàm phu và chỉ có mặt trong cõi dục, phải chăng? Rồi, như vậy chúng ta có câu hỏi, là tâm quả vô nhân chỉ sinh khởi với hàng phàm phu thôi ha, mà chỉ có mặt trong cõi dục thôi, phải khởi gì không? Rồi, nào bây giờ bài này còn may lên lại đây, gỡ giống coi, nãy giờ bị yếu điểm quá. Rồi, mời còn may. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Kính dạ, con xin trả lời câu hỏi. Tâm quả vô nhân chỉ sanh khởi với hàng phàm phu và chỉ có mặt trong cõi dục, phải chăng? Không nên nói vậy. Vì tâm khai ý môn biết 21 cảnh. Khai ý môn thì ở cõi dục sắc giới và cõi vô sắc giới. Dạ thưa thầy, thì chỉ có ở ba cõi mà thôi thưa thầy, chứ không phải là chỉ riêng ở cõi dục. Dạ thưa thầy, xin hết ạ. Mấy tâm quả nhân khai môn đâu nhảy vô đó. Chết rồi, con ai ơi. Lãnh học dịch rồi. Pháp nguồn Lào Cai, lên lai gỡ giống Lào Cai. Pháp nguồn Lào Cai. Rồi, mời. Dạ, con xin được trả lời câu hỏi này ạ. Có gì mà sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, tâm quả vô nhân chỉ sanh khởi với hàng phàm phu và chỉ có mặt trong cõi dục, phải chăng? Dạ, thưa thầy, câu này thì con thấy là cũng là đúng ạ, bởi vì là nó là những cái tâm quả vô nhân thì, nhưng mà nó là có những cái quả thiện và quả bất thiện thì nó cũng không thì chỉ có nếu mà ở những cái cõi trên nó thì chỉ có những cái tâm quả thiện hữu quả tâm quả hữu nhân ấy, thì là nó tâm quả thiện hữu nhân thì mới được ở sinh ở trên những cái cõi trên đấy. Còn những cái tâm mà vô nhân này thì nó chỉ được sanh với hàng phàm phu và có mặt trong cõi dục thôi ạ. Còn những cái tâm quả thiện hữu nhân hợp trí thì sẽ được
ở cõi trên cao hơn ạ. Dạ, còn những cái tâm vô nhân này thì là những nó có nó không được tốt đẹp lắm. Vâng, cho nên là con xin được trả lời là như vậy ạ. Là có nghĩa là tâm quả vô nhân chỉ sanh ở với hàng phàm phu và có mặt trong cõi dục. Dạ, vâng, con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Rồi, đi theo Mai luôn, lãnh hai đứa học dịch luôn. Học dịch là bán đắt rồi nha. Rồi, thấy chính tâm giờ tay rồi, chính tâm rồi. Dạ, con xin kính đánh lễ ngôi Tam Bảo. Con kính kính đánh lễ các quý sư. Và con xin kính chào kinh. Con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa tâm quả vô nhân, không phải chỉ sanh với hạng phàm phu, mà sanh tất cả các loại bậc thánh, từ Tu Đà Hoàng cho đến bậc thánh A-la-hán. Lý do là những vị này, trong những cái tiền kiếp quá khứ, họ đã tạo những cái nhân xấu, thì những cái quả, dù họ là dù bậc thánh hữu học hay bậc thánh A-la-hán, họ vẫn còn phải trả cho những cái tâm quả đó luôn, chứ không phải là tính cho cái phàm phu. Giống như Đức Phật đó, là một vị Đức Phật, nhưng mà cái kiếp cuối Đức Phật vẫn cũng phải trả quả bị bệnh kiết lỵ đau đớn về thân thể. Bởi vì cái câu này nói là con xin giải thích như vậy, là có luôn cho cả các vị thánh và bậc thánh A-la-hán tu từ bậc và phàm phu luôn. Dạ, con xin hết thưa thầy. Dạ thôi, đúng hơn nữa, phải trúng phần nữa, còn thiếu phần nữa. Ai lên bổ túc đây? Ai bổ túc? Cho Nguyễn đi, cho Nguyễn thư ký, cho Nguyễn lên bổ túc thêm cái câu của Chánh Tông nha. Nguyễn rồi, thiếu chưa đủ mấy trúng phần nữa à. Rồi mời Hoàng Mai lên gửi dấu nhà, gửi dấu nhà. Dạ thưa thầy, thì tâm quả vô nhân chỉ sanh khởi với hàng phàm phu và chỉ có mặt trong cõi dục phải chăng? Thì thưa thầy, tâm quả vô nhân không ở chỉ cõi dục mà nó còn ở trong cõi sắc giới. Thì sắc giới chỉ là nhãn thức và nhĩ thức, có ở cả phàm phu và vật thánh mà thưa thầy. Ơi, xa đâu, chúng này phân nữa làm vậy, người được phân nữa, người được 5 điểm. Tâm quả vô nhân, con cô gì nãy là pháp nguồn lò cai, nghe kỹ lại nha cái đó nha. Tâm quả vô nhân là gồm những tâm gì quý vị? Quả vô nhân, cho dâu Nguyễn Di ra coi. Quả mấy loại? Quả bất thiện, nhiều quả bất thiện, nhiều quả bất thiện. Rồi, bây giờ hàng phàm phu bị lãnh những quả này ha, quả thiện hoặc quả bất thiện, vô nhân. Thì bậc thánh có bị không? Bị, vẫn bị như thế. Tư đà hà, ma đà hà, ma la hán, từ đà hà lên đều bị hết. Nhưng khi mà quả chỗ rồi phải lãnh hết, chẳng ai chạy khỏi. Đó là do nhân quá khứ mà cho quả ha. Rồi, chính xác ha. Rồi bây giờ có mặt trong các cõi dục không? Thì có đúng không? Cõi sắc vẫn có nhãn nhĩ, vẫn có thần kinh nhãn, vẫn có thần nhĩ, vẫn phải chịu những cái quả về mắt thấy tai nghe. Vẫn có những cái tâm quả vô nhân. Nhưng mà không có mấy cái kia. Nhưng mà không có cái tỷ thiệt thân á, bởi vì cõi đó không có những cái sắc thần kinh tỷ sắc thần thiệt thân, không có đó, cho nên là không có ba cái đó thôi. Nhưng mà nhãn nhĩ có, rồi vô sắc có không quý vị? Vô sắc có không? Kính chào cô tu nữ tự nhiên mới vào rồi mà. Vô sắc có không? Alo.
không, xà nó có sắc, đâu có sắc đâu, là nó không có hệ thần kinh, nên nó không có chịu những cái quả, nó khỏi vô sắc thì không có tâm quả vô nhân. Rồi xà thử ha. Rồi em sẽ ghi ra cho cô mấy tay nhận cho rõ nè. Có mặt trong cõi dục giới và cõi sắc giới, có mặt trong cõi dục giới và cõi sắc giới. Chỉ có vô sắc của nó, nó là không có vô sắc rồi. Riêng cõi sắc giới chỉ có hai quả đầu là nhãn nhĩ thôi, nhãn với nhĩ thôi. Xong ha, rồi giờ câu số 4. Câu số 4 là quý vị phân tích nha. Câu chính là rồi, câu số 4 ta nói là có một hành giả tu thiền, nó không kể lại ha. Ông đang nhập sơ thiền. Ông đang nhập vào trạng thái sơ thiền. Ông nghe tiếng vọng bên tai, ông hình như giống như có chư thiên nhắc nhở ông ha. Hãy cố gắng, tôi là nói ông cố gắng thêm lên, ông sẽ đắc được những từ thiền cao hơn. Lòng ông hoan hỷ, cố gắng, ông nghe có chư thiên nhắc nhở, cố gắng tối đa, nhưng mà một hồi có một tiếng giọng khác nói, thôi, làm gì cho uổng công quý xích, không có gì được gì đâu, buồn bã xả thiền về công đi ngủ. Rồi, mời quý vị phân tích câu này nha.
Rồi, suy nghĩ xong chưa quý vị ơi? Câu dễ quá chừng sao giả này bộ mức độ nhạy bén là mất tiêu hết trơn ta. Rồi, mời chết lâu. Dạ, yeah, con kính chào thầy. Không ai lên hết nè. Nên để con lên toàn là mở đường. Okay. Ok, con xin phân tích. À, thưa thầy, cái khi mà một ông hành giả kể lại đó, là cái đó là lúc đó đó là ông nghĩ cái tâm ông đang nghĩ về quá khứ, ông nghĩ cái pháp ấy là về quá khứ, mà khi mà ông kể lại là ông kể lại lúc đó là cho cái người nghe đó là cái moment, nhưng mà cái pháp cũng là cái quá khứ, là ông đang nhập sơ thiền, là cái tâm lúc đó là ông nghĩ, ông nói là cái tâm ông đang nhập sơ thiền là cái tâm thiện, là cái tâm thiện của ông đó ông mới nhập được sơ thiền, mà cái đó là cái tưởng của ông thôi. Rồi chợt nghe cái tiếng vọng là cái thích, ổng đang nhập mà ổng nghe cái tiếng vọng á, là cái nhĩ thức á, ổng nghe, ổng tưởng, ổng nghe là một vị chư thiên á nhắc nhở là ông hãy cố gắng, ông sẽ đắc tầng thiền cao hơn. Thì khi ổng nghe vậy là lúc đó là ổng đang tâm sở tưởng, ổng tưởng cái này cũng nhiều lúc con cũng có nghe đó thầy, con cũng bị cái tình trạng như vậy đó. Hồi đó con cũng có thiền á, tự nhiên con cảm nhận là con bang bay lên á. Thì cái này là ông này là trong cái tâm sở tưởng á, ổng nghĩ có người nói thầm trong cái tai ổng á là ông cố gắng lên. Thì khi đó ổng cố gắng thì cái tâm ổng hoan hỷ, cái tâm hoan hỷ đó là cái tâm, có thể là cái tâm, một là tâm thiện ổng hoan hỷ lên, ổng mới cố gắng tối đa. Nhưng khi mà cái thiện nó làm duyên bất cái khác, nó nói có một tiếng khác nói á, là bắt đầu ổng tưởng, tiếng khác nói là thôi làm chi cho uổng công phí sức, không được gì đâu. Thì lúc đó cái tâm thiện làm duyên cho bất thiện là ổng cảm nghĩ là ổng tưởng thôi, rồi bây giờ lại tự ổng biên luôn, tự diễn luôn. Thì cái tâm lúc đó nó cái tâm bất thiện, cái tâm thiện làm duyên bất thiện, nên ông buồn bã, là cái tâm sân, cái tâm sân của ổng á, ổng xả thiền và ổng đi về cốc ngủ. Là những cái này là ổng chỉ kể là những cái gì ổng tưởng ra, là nhưng mà cái đó trong cái người hành giả, để cái người nghe đó, là cái sự phân tích của con là từ từ lúc mà thiện làm duyên bất thiện, và từ bất thiện làm duyên cho thiện, rồi thiện duyên cho bất thiện, cái tâm của ổng như vậy đó. Thưa thầy, con chỉ phân tích như vậy để mong có người khác lên bổ túc thêm. Dạ con hết ạ, thầy xin xuống mic. Rồi, sao ra thử nào. Nhưng mà còn ai muốn bổ túc không? Pháp người vào quay vào cây mà nghe nói là muốn bổ túc thêm gì cho hay thêm chút xíu nào. Có không? Rồi, mời lên bổ túc cho chánh tâm lễ mặt thì cái. Dạ, con xin được bổ túc thêm một đoạn, ví dụ như là cái đoạn mà anh Chánh Tâm phân tích cái chỗ mà tai nghe tiếng vọng này, thì theo con thì cái lúc đó là khi mà cái tâm si phóng dật của vị này khởi lên, thì cái nghe tiếng vọng này là cái cảnh pháp chứ không phải là cảnh thân như anh Chánh Tâm nói. Còn con chỉ xin bổ túc thêm một chút như vậy thôi ạ. Có gì mong thầy bổ túc thêm cho chúng con, vì câu hỏi này chúng con cũng hơi khó ạ. Ơi, xa lắm, xa lắm. Chánh Tâm thấy sao? Thấy người ta sửa lưng mình ghê đúng không? Đâu phải cảnh sắc, đâu phải cảnh thinh đâu. Tưởng, do tưởng tượng, do cảnh pháp. Rồi, xa lắm không? Bây giờ ông cũng đang nhập thiền, ông nói ông rể cũng đang nhập sơ thiền, điều này có đúng không quý vị?
Nam sơ thiền ở đúng cao. Rồi giờ mời chánh tâm lên, nói tại sao cái vấn đề này họ mình không xác, mình chấp nhận cũng không phải là người nhập sơ thiền, lý do. Rồi mời chánh tâm cả. Dạ thưa thầy, tại vì lý do là cái người mà nhập sơ thiền đó, là khi họ nhập đó là những cái sắc thanh hương vị xúc á, pháp á, những cái đó nó đóng lại hết, chỉ có cái ý, cái khai ý môn, còn năm cái cửa kia nó đóng lại hết. Thì khi nó đóng lại hết thì nó không có những cái tưởng rồi có tiếng vọng bên tai, mà ông ta ông kể lại là chờ có nghe tiếng vọng bên tai thì tất nhiên là ông không phải nhập trong sơ thiền, vì cơ sơ thiền là họ đã đóng năm cái giác quan lại rồi. Đó là con xin bổ túc thêm thưa thầy. Dạ con xin hết. Chưa được, chưa được, chưa chính xác. Đâu, ngoài Hồng Mai lên coi, ngoài cô Hồng Mai coi. Mời cô Hồng Mai giơ tay lên coi. Bây giờ cho nó chính xác rồi. Dạ thưa thầy, vì ông này thì chưa đắc thiền, vì đắc thiền thì phải có năm chi, mà cái này là ông chỉ có cảnh pháp và có cả phóng dật, nên là không phải là đắc thiền mà chỉ là tâm tưởng mà thôi. Vì khi đắc thiền thì có tầm tứ hỷ lạc định, mà ông này thì không thấy, ông không có tầm mà chỉ có tâm tưởng là phát triển mạnh thôi, cái này tâm tưởng phóng dật là phát triển mạnh thôi, thì chứng tỏ là ông chưa có đắc thiền. Dạ, xong xin hết ạ. Đây, thử xa thử ha. Một người mà đắc thiền, nhập vô sơ thiền được thì chỉ có một cái đối tượng duy nhất thôi. Ví dụ như nhập vô cái đối tượng đó là Kachina, từ người quan tướng của Kachina thì chỉ có một đối tượng thôi, chứ không có tiếng giọng nào nói lên được. Lúc đó tâm ra rất là mạnh, kháng khích cho đối tượng, có năm chi tầm tứ phi lạc định, và bám chặt cho đối tượng. Cho nên câu này là mình phải hiểu rõ là ông này ông chỉ tưởng tượng nữa. Rồi, câu số 4 ha. Còn câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng số 5. Một người do có tà kiến sư khiến làm việc thiện để được hết bệnh, giàu sang, sanh thiên, chấm chấm chấm. Một người do có tà kiến sư khiến làm việc thiện để được hết bệnh, giàu sang, sanh thiên, chấm chấm chấm. Như vậy người đó có tâm thiện, tà kiến vô trợ hay hữu trợ? Như vậy người đó có tâm thiện, tà kiến vô trợ hay hữu trợ? Như vậy người đó có gì vậy? Người đó tà kiến mới tới đó hả? Khiến làm việc thiện để hết bệnh, giàu sang, sanh thiên, chấm chấm chấm. Hết bệnh, giàu sang, sanh thiên, chấm chấm chấm. Như vậy người đó có tâm thiện, tà kiến vô trợ hay là hữu trợ? Hay hữu trợ. Như vậy người đó tâm thiện, tài kiến vô trợ hay hữu trợ? Rồi, như vậy cái câu này cho mình biết rằng có người đó họ giống như họ nghe suối, không người này kia suối đi làm việc này kia sẽ được hết bệnh, sẽ được cúng chỗ này, sẽ được
thì bệnh sẽ được giàu sang sanh thiên văn, bị cái tà kiến, xa kiến ha. Làm vậy thì như vậy người là khi họ làm việc thiện như vậy, họ đi vô làm thiện thì họ có tâm thiện, tâm thiện thì tà kiến vô trợ hay là hữu trợ, còn dễ ủi ha. Rồi mời cô mới ta coi, mời cô mới ta tiếp đi, mời cô mới ta. Rồi xin mời cô. Dạ, thầy cho con suy nghĩ chút xíu thầy. Dạ, cho con suy nghĩ 1-2 phút thôi. Dạ thưa thầy, con thấy là cái câu số 5, một người do có tà kiến xui khiến làm việc thiện để hết bệnh giàu sang sinh thiên, như vậy người đó có tâm thiện, tà kiến vô trợ hay hữu trợ? Theo con là vô trợ thầy, mặc dù cái người này có tà kiến và họ nghĩ là thưa thầy, họ nghĩ là làm việc thiện để hết bệnh giàu sang sanh thiên, thì họ đã có cái nghĩ như vậy đó, là họ có cái tâm thiện rồi thầy. Họ biết rằng làm việc thiện thì sẽ được cái quả là có thể là được hưởng, được hết bệnh, rồi họ được giàu sang, họ sanh thiên. Khi mà họ nghĩ tới họ làm việc thiện để có được cái quả đó là họ đang có cái tâm thiện. Nhưng mà vì nó có cái tà kiến xui vô, xen vô, đó là con suy nghĩ. Thì đây là con thấy là họ nghĩ rằng họ làm việc thiện để họ được hưởng giàu sang, được hết bệnh, được sanh thiên. Thì khi mà họ nghĩ là họ làm cái việc thiện thì họ được hưởng cái quả tốt, quả thiện như vậy, thì họ đã có cái tâm thiện. Thì đâu có cái gì tà kiến trong đó thầy. Con thấy đâu có gì tà kiến trong đó. Đó chỉ là họ 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 không có hướng về cái tâm giải thoát thôi. Nếu mà họ nguyện họ làm việc thiện để được giải thoát thì thật là tốt. Còn cái này thì họ nghĩ là họ làm việc thiện thì để được hưởng quả thiện. Thì đâu có gì tà kiến đâu đó thầy. Đâu có gì đâu tà kiến đâu mà vô trợ hỗ trợ gì. Theo con nghĩ vậy thì con xin trả lời cho thầy ạ. Con nghĩ sao con nói vậy? Dạ đúng. Rồi mời cô Hồng Mai tiếp, mời cô Hồng Mai. Dạ, thưa thầy, con xin trả lời câu số 5. Một người do có tà kiến xui khiến làm việc thiện để hết bệnh giàu sang sanh thiên, như vậy người đó có tâm thiện, tà kiến vô trợ hay hữu trợ? Dạ, không nên nói vậy, vì tâm thiện á, thì không có tà kiến vô trợ hay hữu trợ, mà đây chỉ là cái tâm tham hợp tà kiến. Thì chúng ta biết là thường khi làm việc thiện thì thiện thường trợ duyên cho bất thiện, hay bất thiện làm duyên cho thiện. Thưa thầy, con xin hết ạ. Mời vị sa thứ, mời pháp nguồn là ca ca. Dạ,
Thưa thầy, ban nãy cô Hồng Mai trả lời cũng tương đối đúng rồi ạ. Dạ, con xin được bổ túc thêm ạ. Như một người có tà kiến, xui khiến làm việc thiện để hết bệnh, giàu sang, sanh thiên, cái tâm này của họ thì chỉ có là tâm tham hợp tà vô trợ thôi ạ. Dạ. Còn những cái người có tâm thiện thì chỉ có là tâm thiện ly trí và hợp trí, chứ không có tâm thiện tà kiến ở đây ạ. Dạ. Và con xin được bổ túc thêm như vậy thôi ạ. Chỉ có tâm tham hợp tà vô trợ thôi ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Sao hết rồi mà chánh tâm lên lúc chết cái chót rồi sao chánh tâm dạ thưa thầy thì cái câu này á, thứ nhất á, là không nên nói vậy, tự vì đó khi mà cái tâm thiện đó, nó không có vụ mà đi với tà kiến vô trợ hay hữu trợ, chỉ thiện đi với thiện và bất thiện đi với bất thiện. Tại vì tà kiến là tâm tham, là tâm bất thiện, thì nó có nó tâm tham thì nó không có gọi là thiện được, và nó ít, nó là ly tà hay hợp tà. Còn về tâm thiện á, thì nó là vô trợ hay hữu trợ. Mà khi mà nói một, nếu mà nói chích trả lời từng vấn đề đó, khi mà một người do có tà kiến, xui khiến này đó không phải là về mà vô trợ hay hữu trợ gì, trong cái tâm tham á, nó chỉ một là ly tà hay hợp tà thôi, cái đó là cũng đã sai rồi. Còn về mà tâm thiện á, thì nó một là vô trợ hay hữu trợ, thì cái câu này nói phân tích ra đó thì là hoàn toàn sai, không có đúng. Vì cái vế trên đó mà nói xui khiến làm việc thiện để hết bệnh là cũng đã sai, giàu sang. Và như vậy người đó có tâm thiện tà kiến vô trợ hay hữu trợ cũng hoàn toàn sai, bởi vì câu này đúc kết luận là không nên nói vậy. Dạ con hết thầy. giờ mình phân tích lại ha. Để quý vị trả lời thử coi, một người mà ta mê tín, ta cái tà kiến mê tín, cái tà kiến cái sự mê tín nó xua khiến họ để họ nghĩ rằng họ đi làm việc thiện sẽ được hết bệnh, họ đang bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia là hết bệnh. Họ đi cúng, người kiến, họ đi làm đủ thứ chuyện để mong được hết bệnh và sang sanh thiên. Thì vậy thuộc về tâm gì? Tham hợp tà lớn là tham tà rồi vô trợ hữu trợ vô trợ rồi xả hữu xả hữu trợ có không? Hữu trợ có xảy ra không? Trả có xảy ra không? Có thể chứ, có dũng có thể chứ có xảy ra. Em ngồi suy nghĩ suy nghĩ tìm cách nào phải làm, suối làm, vô trợ cũng có thể, hỗ trợ cũng có thể. Rồi, như vậy người đó làm tâm thiện, tà kiến vô trợ hay hỗ trợ? Tâm thiện, tà kiến vô trợ, hỗ trợ. tâm thiện thì có bao nhiêu loại? Tâm thiện có tà kiến vô không quý vị? Tâm thiện thì có hợp trí và ly trí, rồi chính xác, hợp trí và ly trí. Rồi vô trợ hữu trợ có không?
Có, như vậy cái câu mà tâm thiện hợp tà, hợp tà kiến, cái câu đó là dài mình ha, câu đó là không có, tầm bậy, là không nên nói thế. Tâm thiện thì chỉ có hợp trí với ly lý, chứ còn cái vụ hợp tà kiến nữa ha. Rồi, vậy cũng lên, cũng tùm lum ở đây. Rồi, cái câu dễ không? Không nên nói thế. Rồi, tức là mình học cái thất từ miên hả quý vị? Bảy từ miên phải không? Dạ, cho tới số 8 là thập triền. Thập triền 1. Cho Nguyễn bó xoài lên cho anh ta coi. Thập triền 1. Đá xá xăm vô cha nà ni xuất tác là thập thiền, thứ nhất là tính theo kinh là số 8 nha. Sam vô cha ná, ngữ căn là từ chữ sam cộng yut, tức là cột lại hay là triền. Thì như vậy cái ý nghĩa sam vô cha ná này là những cái điều mà cột trói chúng sanh lại vào trong kiếp sống sinh tồn của vòng luân hồi, thì vậy được gọi là triền. À, tức là những gì mà nó trói buộc mình lại, nó siết chặt mình lại, nó không cho mình thoát ra khỏi, thì đó được gọi là triền. Mà khỏi thoát không, không cho ra khỏi gì, không cho ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. À, thì xâm vô chánh anh tí, banh thanh tì tí, thì bằng xâm vô chánh à. Là pháp nào trói anh thì gọi là triền. À, pháp nào mà trói buộc chúng sanh thì gọi là triền. Thì những pháp mà chúng ta sẽ học tiếp theo là những cái pháp mà sẽ trói buộc chúng sanh để mà không thoát ra khỏi cái dòng của tai của ma dương ha. Thì đó là pháp nào trói buộc chúng sanh thì gọi là triền. Rồi với bốn tầng đạo mặt giá dần dần loại trừ những dây trói buộc này. À, tức là với bốn tầng đạo là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, từ loại trừ một lần ha. À, từ từ chúng ta sẽ học tới để mình ha. Rồi như vậy là phải tu tập, phải hành đúng theo tứ niệm xứ, đúng theo bát chánh đạo thì mới dần dần mới diệt trừ được những cái sợi dây trói buộc này. Còn nếu chúng ta không có tu tập theo tứ niệm xứ thì chúng ta không thể nào có thể mà bứt ra được cái sợi dây trói buộc nữa. Nhưng mà đây là duy nhất con đường độc nhất để chúng ta thoát khỏi tứ niệm xứ. Xuống dòng ta cho mình biết là có 10 loại sợi dây trói buộc, nó có 10 sợi dây nó trói mình. À, chứ không phải một sợi thôi, mà một sợi đủ chết, bây giờ nó trói mình tới 10 sợi rồi. Có 10 loại. Thứ nhất là ái dục triền. Kamara gasamyo chanang, ái dục triền. Thứ hai là ái sắc triền. Rubara gasamyo chanang, là ái sắc triền. Thứ ba là ái vô sắc triền. Aru Vara Gassam Vô Chá Năng, là ái vô sắc triền. Tức là ba cái này đó, là một là ái dục, là một sợi dây trói buộc. Hai là ái sắc, là một sợi dây trói buộc. Ba là ái vô sắc, là một sợi dây trói buộc. Tức là ái cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới đó, cũng là những sợi dây trói buộc. Rồi số 4 là phẫn quốc triền. Batikhasam Vô Chá Năng, tức là phẫn quốc triền. Số 4. Số 5 là ngã mạng triền. Ma nó xâm vô cho năng, ngã mạng triền. Số 6 là tà kiến triền, đích tí xâm vô cho năng. Số 7 là giới cấm thủ triền. Si lắp bát bà ra ma sa xâm vô cho năng, là giới cấm thủ triền. Số 8 là hoài nghi triền, quý di kích cha xâm vô cho năng, hoài nghi triền. Số 9 là phóng vật triền, út thách cha xâm vô cho năng, là phẩm vật tiền. Số 10 là vô minh tiền, Avicca sam vô cha năng. Thì như vậy có 10 cái sợi dây trói buộc này trói buộc chúng sanh vào vòng sanh tử. Ái sắc, ái vô sắc, ái dục, ái sắc vô sắc, sân hận phẫn quốc, ngã mạn tà kiến, giới cấm thủ trói mình trở lại, hoài nghi phóng vật vô minh cũng là những sợi dây trói buộc trói mình vào vòng sanh tử. Được chưa?
trên. Rồi. Đó là một cái bản đồ ha, cho mình biết là 10 cái truyền này nó trói buộc mình. Và ra mình phải để ý, mình nhớ đó, mình phải biết. Đó là những cái sợi dây trói buộc mình. Mình phải tìm cách mình tháo gỡ nó ha. Rồi, giờ mình đi vô phần giải rồi ha. Ái dục truyền, số 1 là ái dục truyền. Kamaraga samyojanang. Ái dục là sự luyến ái về những cái dục ha. Tức là sự đắm say, sự đắm nhiễm trong năm trần cảnh. Mình bị năm trần cảnh nó trói buộc. Do mình ái luyến cái trần cảnh đó. Ví dụ như mình thích cảnh sắc, mình ái cảnh sắc đẹp, mình ái cảnh sang trọng, quý phái, ái những cái hình ảnh tốt đẹp. Là mình ái đắm nhiễm trong cảnh sắc. Rồi mình ái cảnh thinh. Mình ái thích những cảnh em đẹp, những cái âm thanh em đẹp, âm thanh dịu ngọt, âm thanh hay, âm thanh tốt. Thì mình dính mắc trong cảnh thinh. Rồi mình ái khí, tức là ái, mình luyến ái dính mắc trong cái cảnh mùi thơm này kia nọ ha, thì mình bị dính mắc đó. Mình ái cảnh vị, thì mình ái luyến dính trong cái vị, vị ngon, vị khả ý, khả hỷ, vị tốt đẹp ha, mình bị dính đó. Nhất là cái này ăn là mình dính dữ lắm. Ví dụ mình người Việt Nam mình ăn quen người Việt Nam, mình qua bên nước ngoài, qua Mỹ gì đó, mình ăn đồ Mỹ thời gian mình thấy mình ngán, mình lại nhớ, mình bị dính mắc, mình bị trói buộc vô cái cảnh đó. Nên mình cứ phải nhớ, phải tìm đi để nó cho được để ăn cái cảnh đó. Thì đó là chúng ta ái về cái cảnh vị, ái về cảnh xúc, là thân mình xúc chạm những cảnh tốt đẹp, cảnh êm ấm này kia. Thì như vậy ái dục tiền là năm cái cảnh đó, đó mà mình bị nhiễm đắm, mình bị say đắm, mình bị nhiễm đắm, và như vậy mình không thể thoát ra được đó. Nó trói buộc mình qua cái ái dục tiền này, làm cho mình phải đau khổ, bị chìm đắm trong cái gian. Chúng ta không thể thoát ra khỏi được đó. Một cái sợi dây này thôi đó, một sợi dây ái dục này nó đủ cho mình tiêu đời ha. Chứ đừng nói gì tới chứ đời kia nữa, chắc chết sớm rồi. Thì giờ mình phải biết là do sự đắm nhiễm của mình á, sự ái nhiễm, sự dính mắc, sự chìm đắm trong năm trần cảnh này đó, sắc tình cái vị xúc, nó liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là năm căn, năm cảnh tiếp xúc. Do từ đó nó duyên ra cái vấn đề ái dục, mình dính mắc. Và khi mình hiểu được vậy thì chúng ta phải ứng dụng cái phương pháp như thế nào để chúng ta thoát ra được cái này. Thì chỉ có một cái phương cách là vững chắc nhất, tốt đẹp nhất, là chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác. Khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì chúng ta phải phòng hộ các căn mình một cách cho nó vững chắc, để chúng ta từ từ mình mới thoát ra lần ha. Và mình phải hiểu được năm trần cảnh này là nó là những cái mà rất là ghê gớm ha. Đó là những cái ô nhiễm, những cái mà tội lỗi nó đem đến sự đau khổ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu được ái dục tiền này nó chính là pháp mà do sự nhiễm đắm của mình trong trần cảnh trói buộc mình trong dòng sanh tử. Rồi, đó là ý nghĩa của ái dục tiền. Chi pháp, chi pháp của nó là cho mình biết đó là chính là tâm sở tham, là tâm sở tham phối hợp trong tám tâm tham. Thì khi tâm sở tham lên phối hợp với tám tâm tham, mình học rồi ha, tám tâm tham, tham và hỷ và xả, bốn tham hỷ bốn tham xả, pa li đà. Thì như vậy tâm sở tham phối hợp trong tám tâm tham, tâm sở tham chính là ái dục tiền, là cái gốc nó ha, chính là nhân sở, nhân tâm sở tham, nhân phối hợp trong tám tâm tham, nhân cho năm trần cảnh, tức là nhân cho sắc tinh khí xúc. Thì chúng ta có 40 cái gì pháp, bị ái dục tiền này có tới 40 cái gì pháp như vậy ha. Thì tâm sở tham nhân cho năm thì chúng ta có được 40. Thì như vậy một cái thôi mà chúng ta là bị dính tới 40 cái ha. Rồi, đó là về cái ái dục tiền. Mình đã hiểu được ái dục tiền như thế nào ha. Rồi ái sắc tiền là số 2, ái sắc tiền. Ru ba ra ga sam yo cha nan. Ái sắc tiền là cái tâm này mình bị đắm nhiễm, mình bị trói buộc trong cái cảnh thiền. Mình bị vô cảnh thiền sắc giới, cảnh thiền sắc giới, cõi vô sắc, cõi sắc giới. Thì tâm mình bị ái nhiễm trong cảnh đó, bị dính mắc trong cảnh đó, mình thỏa mãn trong cảnh đó, mình vui thích trong cảnh đó. Mình cho đó là cái tốt đẹp, nó
người ta cho là ngày sơ thiền là niết bàn, nhị thiền là niết bàn, vân vân, thì người ta bị nhiễm đắm trong đó, họ bị dính mắc trong cảnh thiền. Cho nên dù là nó là cảnh thiền, cảnh tốt đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta bị ái luyến dính mắc, nó cũng là sợi dây trói buộc, sẽ trói buộc mình vào trong cái sự ái luyến đó, ái về cảnh sắc giới, cõi sắc giới. Thì như vậy tâm mình mà hãy bị nhiễm đắm, bị trói buộc, thì coi như chúng ta đã bị rơi vào trong cái pháp bất thiện. Cho nên đây là cái ái sắc thiền cũng là một sợi dây trói buộc rất khó mà gỡ ha. Chúng ta dễ bị này lắm, cho nên hết sức cẩn thận trong này ha. Rồi chi pháp là cũng là tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà, tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà, thì ái về cái cảnh thiền, cảnh sắc giới, cảnh cõi cõi sắc giới, thì đó là bốn cái tâm tham ly tà bị dính mắc trong cõi sắc giới, đó là thuộc về ái sắc triền. Rồi số ba là ái vô sắc triền, Arubara Gassam Yotana. Ái vô sắc triền tức là tâm mình điểm nhận là mình cũng bị dính mắc, bị đắm nhiễm, bị trói buộc trong các cảnh thiền vô sắc, hoặc là cõi vô sắc. Tức là khi mà tu tập tới cảnh thiền vô sắc thì mình thỏa thích trong cái cảnh đó, mình ái luyến trong cảnh đó, mình dính mắc trong cảnh đó, thì như vậy là chúng ta bị rơi vào trong cái ái vô sắc triền. Chi pháp cũng là tâm sa tha trong tâm đi ta. Ái sắc và vô ái vô sắc trong đoạn diệu pháp thì gồm chung là hữu ái trói buộc, tức là nó là được gọi là hữu ái trói buộc, tức là ái cái sự hiện hữu, sự có mặt của các cõi, cõi sắc và vô sắc. Thì như vậy ái sắc và ái vô sắc được gọi là hữu ái trói buộc. Rồi như vậy ái dục, ái sắc, ái vô sắc là ba sợi dây trói buộc đầu tiên ha, trói mình trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi cái số 3, số 4 là phẫn quốc triền, bát thích khát sầm vô chánh năng, phẫn quốc triền. Phẫn quốc triền, là phẫn quốc, là sân hận, là nóng nảy, sự nóng nảy, cách nóng nảy, khó chịu, tức tối, sự bất mãn, sự không hài lòng với đối tượng. Là phẫn quốc triền, là cái sợi dây trói buộc, là nó là một cái sự mà không bao giờ mình biết thỏa mãn với đối tượng, hài lòng với đối tượng của mình, tâm mình bị trói buộc vào trong vòng sanh tử, cho đến khi nào mình chứng đắc được Anaham thì mình mới diệt trừ nó, tức là bậc thánh Anaham mới diệt trừ được cái tâm sân. Cho nên phẫn quốc triền là một cái sợi dây trói buộc, vì cái sự mà nóng nảy, vì cái sự khó chịu, vì cái sự bất mãn, vì cái sự không hài lòng với cái đời sống ha, với đối tượng ha. Copy ra luôn ha. Sợi dây trói buộc của chúng sanh, phẫn quốc cũng là một sợi dây trói buộc, trói buộc mình vào trong vòng sanh tử, đó là phẫn quốc triền. Chi pháp đó là tâm sân, tâm sở sân trong hai tâm sân, là tâm sở sân là một trong nguyên nhân bất thiện ha, tâm sở sân phối hợp trong hai tâm sân, đó là phẫn quốc triền. Được chưa? Có lâu hả? Chi pháp tâm sân trong hai tâm sở sân trong hai tâm sân. Rồi, đó là số 4 là phẫn quốc triền. Số 5 là ngã mạn triền,
ma nó xâm vô cho nên ngã mạng tiền gạch ngã mạng cao cống ngã mạng so sánh hơn thua, đó cũng là một cái sợi dây trói buộc chúng ta vào trong dòng sanh tử. Luôn luôn mình hay có sự cao ngạo cao cống so sánh này kia nọ, thì mình hơn nghĩ hơn và hơn nghĩ hơn người đó, hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua, rồi bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, bằng nghĩ thua, rồi thua nghĩ hơn, thua nghĩ bằng, thua nghĩ thua. Là mình có sự so sánh phân biệt người ca hơn thua, tranh chấp nhau từng chút nha. Thì nhưng mà chính vì cái đó nó sẽ trở thành một cái gọi là dây trói buộc chúng sanh mình vào trong cái dạng sanh tử. Thì về ngã mạng tiền là sự cao cống, sự cao ngạo, sự so sánh hơn thua, ngay cả thua cũng vẫn cao ngạo, có sự ngã mạng đó. Đã thua mày cãi tao, có những sự ngã mạng được đó. Cho nên đó là cũng là sự dây trói buộc mình vào trong cái vòng sanh tử. Rồi chi pháp đó là tâm sở ngã mạn trong bốn tâm tham ly tà. Khi mà chúng ta có ngã mạn khởi thì cái tâm sở ngã mạn này nó sẽ đồng sanh trong bốn tâm tham ly tà. Chi pháp nó là như vậy. Rồi đó là cái sợi dây thứ năm là ngã mạn triền. Rồi sợi dây thứ sáu là tà kiến triền. Đít thí xâm vô chánh năng. Kiến triền là những tư tưởng lầm lạc cột trói chúng sanh vào vòng sanh tử. Tức là mình có những cái tư tưởng sai lầm, tư tưởng mà mê tín, tư tưởng mà tà kiến giới cấm thủ này kia, có những cái chấp thủ sai lầm như vậy ha, không đưa đến cái sự giải thoát, chỉ đưa vào trong cái sự đau khổ. Thì như vậy chính có những cái tư kiến lầm lạc sai lầm như vậy, nó là sợi dây trói buộc mình vào trong vòng sanh tử. Thì như vậy tà kiến là một sợi dây trói buộc. Mà nếu mà một người nào mà chuyên tâm tà kiến đó, cái gì mà nặng nề về tà kiến, chấp thủ về tà kiến đó, thì con đường đi lên rất là khó. Bởi vì nó là sự, nó là đồng sanh trong tâm tham mà tham mà tà, nó rất là nguy hiểm nếu mà người có tà kiến nặng. Có ngày cúng kiến cầu sinh gian giải đủ thứ chuyện mà sống cái đời sống tà kiến như vậy thì nó sẽ làm cái nhân cái duyên để đưa đi vào cõi khổ. Chi pháp nó chính là tâm sở tà kiến trong bốn tâm tham hợp tà. Mà sống trong cái bốn tâm tham hợp tà, tâm tham hợp tà là nặng nhất. Mà sống trong cái đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên phải cẩn thận trong vấn đề này ha. Rồi đó là tà kiến triền. Rồi số 7 là giới cấm thủ triền. Si lấp bát tâm bà lấp mà si lấp bát tâm bà ra mà sa sầm vô cha năng si lấp bát tá ba ra mà sa sầm vô chánh năng giới cấm thủ triền. Nó cũng là thuộc loại tà kiến, nó qua phần giới cấm thủ và những nghi thức lễ bái cúng tế sai quấy này, hoặc là những sự tu tập mà thờ sai lệch, những cái tự tu tập mà về cho thờ bò, thờ trâu, thờ rắn, hay là tu lọa thể, tu khổ hạnh rồi kia ăn gió ăn đất kia ha, những cái sự mà hiểu biết sai lầm, những cái để chấp thủ vào những đó, những cái giới cấm đó thì được gọi là giới cấm thủ triền. Và đưa chính vì những cái giới cấm thủ triền này trói buộc mình trong cái dòng luẩn quẩn của cái thế gian này, và mình sẽ bị rơi vào trong cái cảnh đau khổ. Thì như vậy giới cấm thủ là một sợi dây trói buộc thứ bảy. Chi pháp cũng là tâm sở tà kiến trong bốn tâm tham hợp tà. Chúng ta may phước là mình còn được làm người, mình còn được sanh trong cái thời mà còn có giáo pháp, mình còn gặp được chánh pháp, là mình thoát ra được cái tà kiến này. Chứ nếu không thì mệt mỏi rồi, dính vô cái giới cấm thủ là mệt lắm. Đây là cái phước duyên mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình cũng là có tu học, là mình gặp được chánh pháp, mình thoát ra được những cái tà kiến sai lệch, những cái hình thức tu tập sai lệch ha. Đó là cái thuộc về giới cấm thủ triền. Rồi số 8 là hoài nghi triền. Quý sức kích cha xăm vô chá năng. Tức là người sống mình hay bị những cái sự hoài nghi nó trói mình lại. Sự hoài nghi trói buộc làm cho mình không có thoát ra được, mình không có thể hiểu được những điều cao hay cao thâm. Thứ nhất là mình nghi ngờ, tôi cho mình biết là nghi ngờ có 8 điều. Thứ nhất nghi ngờ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, nghi ngờ học giới, nghi ngờ quá khứ, vị lai, quá khứ vị lai và lý nhân sinh. Đó là những sự nghi ngờ của mình
mình mong luôn tâm mình không có trí tuệ hiểu biết, tâm mình luôn luôn là hay đặt cái nghi vấn mà không chịu tìm hiểu, không chịu tìm hiểu, không chịu tìm tòi. Mình nghi ngờ không biết Đức Phật có thiệt hay không, Đức Phật là truyền thuyết hay là có phải là gì có sự trong sạch hoàn toàn hay không. Nghi ngờ đủ thứ chuyện, mình nghi ngờ không biết quá khứ mình ở đâu, tương lai ra sao, mình nghi ngờ lan man đủ thứ chuyện, rồi mình nghi ngờ luôn cả những cái giáo pháp của Đức Phật, mình nghi ngờ luôn cái lý duyên sinh, tức là không cho rằng có sự sanh tử luân hồi, không cho rằng có cái sự mà suy chuyển của cái đời sống, cho nên mình nghi ngờ đủ thứ chuyện, mà nghi ngờ rồi không có tìm hiểu, không có chịu phá nghi. Và chính vì như vậy, chính những cái sự nghi ngờ này nó trói mình vào trong cái vòng sanh tử, trói mình trong cái sự đau khổ, khó mà thoát ra được ha. Rồi đó là hoài nghi triên, thì chi pháp là tâm sở hoài nghi phối hợp trong tâm si hoài nghi, đó là chi pháp là tâm sở hoài nghi trong tâm si hoài nghi. Rồi số 9 là phóng dật triên, uttaccha samyojana. Phóng dật là sự loạn động, sự mà tán loạn của tâm, sự mà ví dụ giống như là cái đống tro tàn mà lấy đá mình chọi vô cái bung tùm lum tà ba lên ha. Thì phóng dật là như vậy, nó là cái sự loạn động của tâm, mà hễ nó loạn động thì nó làm cho cái tâm trí của mình nó u tối, nó mê mù. Có những lúc mình tự tâm mình nó phóng dật, nhất là gì ngồi thiền quý vị sẽ thấy rõ, ngồi thiền nó tâm nó phóng, nó chạy tung lắm đó, nó loạn động, tâm loạn động làm cho cái đầu óc mình nó không có nhận chân ra được sự thật nữa, mình bị mê mờ, mình bị chạy dữ lắm, tâm mình ghê lắm. Ngồi ở Việt Nam mà thấy qua tới Mỹ, thấy lên tới cõi trời đủ thứ chuyện trong khi đó cái hơi thở ngay trước mặt không thấy, thì thấy chuyện trời đất khởi thấy tôm luôn tà la rồi, không biết sao kỳ đó là như vậy. Thấy cái tâm mình nó ghê gớm lắm, cho nên chúng ta phải biết là khi mà nó giọt vậy ha, nó vọt ra khỏi vậy, mình phải biết là tâm mình đang trong cái trạng thái là phóng dật. Mà hãy phóng dật như vậy chỉ có cách gì để trở lại thực tại, hay trở lại với thực tại đi, hơi thở trước mắt không lo, đi lo chuyện đợi đất khởi ha, lo nghĩ chuyện không biết mai là cầu nguyện, nghĩ ngày mai không biết nấu gì ăn, bắp nguồn lò cai ngày mai không biết bán gì, không biết ra biên giới lấy gì bán ha, ủa thì ngồi thiền không lo, lo chuyện đợi đất khởi tâm loạn động ghê lắm, nó phóng dữ lắm, nó phóng kinh khiếp lắm. Chứ không phải dễ trị đâu, nó không giật mình trói mà lại, tại vì mình càng mình cố gắng tập trung nó càng chạy dữ nữa, nên mình phải hiểu biết cái vấn đề một cách rõ ràng ha, mình tu tập từ từ cho nó bớt đi một lần. Chi pháp là tâm sở phóng dật, trong tâm si phóng dật, tâm sở phóng dật trong tâm si phóng dật. Rồi cố gắng ha, đừng để cho phóng dật ha, đừng để cho tâm loạn động nhiều là mở buông, cũng như làm cho mờ lý trí, tâm mình không còn nhạy bén ha, không còn có sản xuất. Rồi số 10 là vô minh triền, avicca samyojana. Vô minh triền, avicca samyojana. Vô minh triền là sự u tối, vô minh là không sáng suốt, u tối mê muội. Không biết tám điều căn bản nhất mình không biết, tuy thế nhân quả và lý duyên tương sinh, những điều này mình mù tịch luôn, không hiểu được, nên mình phải hiểu, muốn hiểu được này, muốn phá cái vô minh này mình phải học trước, hiểu được tứ diệu đế là gì, khổ đế là gì, tập đế là gì, đạo đế, diệt đế là gì, đạo đế là gì, phải hiểu cho thật rõ cái tứ diệu đế này trước, về pháp học trước đã, hiểu cho rõ rồi xong mới tu tập để rồi từ từ mới thấy rõ tứ diệu đế. Mà khi mà đã thấy rõ tứ diệu đế bằng trí tuệ rồi thì lúc đó mình đã chứng ngộ được giáo pháp ha. Còn giờ mà chưa hiểu được tứ diệu đế là gì mà chỉ hiểu là tứ rụ đế thì chắc chết luôn ha. Tứ rụ đế, pháp nguồn là gai, nó có bán rượu đế là pháp nguồn. Có luôn, hay quá trời. Tứ rượu đế không học thì bán tứ rượu đế. Rồi không hiểu gì nhân, không hiểu, không có tin nhân, nó nào có gì có nhân gì cũng đây.
không tin quả luôn, rồi không tin cả nhân quả luôn, hai cái này không có gì không có, rồi không có tin lý duyên sinh, không có tin là do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, không tin chuyện này, nói giống như là chuyện mơ hồ, nói chuyện trên núi nữa ha, nói chuyện trên trời đất, không tin, họ không tin những điều này. Đó là như vậy, chính vì như vậy đó là tám cái điều mình không có biết được, không biết được, mù mờ mù u. Mà muốn thoát ra cái này là phải học thôi, quý vị, không học là vô phương ha. Không học về nhân về quả, không học về diệu tứ diệu đế, không học về vô minh duyên hành thành duyên thức, học diễn duyên, không học về duyên thể duyên kia là, thì mình vô phương thoát khỏi nó rất là khó. Rồi, chi pháp là tâm sở si trong 12 tâm bất thiện. Chi pháp là tâm sở si có mặt trong 12 tâm bất thiện luôn ha, chứ không phải một. Rồi, đó là thập truyền của tính là kinh ha. À, thập truyền học là kinh. Rồi cái thập truyền thứ hai đó là số 11 ha. Thập truyền thứ hai. Ta sa sam yo cha na ni abhidhamma. Tức là tính theo vi diệu pháp thì nó có khác chút xíu. Nó khác chút xíu. À, ái dục truyền, ái hữu truyền, phẫn quốc truyền, ngã mạn truyền, tà kiến truyền, giới cấm thủ truyền, hoài nghi truyền. Rồi khác cái chỗ là có thêm cái ganh tị truyền, ganh tị cũng là pháp trói buộc, bỏng sẻn truyền cũng là pháp trói buộc. À, nó thêm hai cái đó khác chút xíu. À, thì đó là thập truyền tính theo vị pháp có sự thay đổi chút xíu đó ha. À, giống như trên đó ha, mà đi khác hai chi rồi, số 8 là ganh tị truyền, ichha samyojana, tức là số 8 là ganh tị truyền, là sự đố kỵ với sự thành công của người khác, cái tâm con người mình nó kỳ lắm, cái gì khi thấy người ta được học sang, thấy người ta được tốt đẹp của mình ganh tị người ta, thấy người ta được cung kính, được trọng vọng, được này kia nọ, ganh với người đó ha. À, thấy người ta được có sự mà đẹp đẽ hơn mình, thấy người ta duyên dáng hơn mình, thấy người ta bán đồ ăn đắt hơn mình cũng ganh tị. À, tầm mình hơi ghê lắm, nó trói mình vô trong những cái mà và rất là đơn sơ mà mình chết với nó. Thứ nhất là ta nói vậy không biết phải không, quý vị, người nữ hay bị này đó, không biết có đúng không ha. Thì vị là thấy người ta hơn mình, thấy cô đó đẹp hơn mình, cái trong lòng có thể thấy cô đó có bồ đẹp trai hơn mình khó chịu, thấy có được những điều này tốt đẹp hơn mình khó chịu, sanh tâm khó chịu. À, thì như vậy đó là cái mà chúng ta nói là sự dây trói buộc mình. Đúng rồi. Đó, thấy người ta được nhiều cái hơn mình là cũng ghét ha, quá trời luôn ha. À, ganh tị dữ dằn lắm, người nữ hay ganh tị lắm. À, chính vì chỗ này khó tu là cái chỗ đó nó ẩn tàng trong tâm của người nữ, chúng ta phải tập bỏ từ từ. À, bỏ như cái này, để cái tâm ganh tị sanh khởi là đem nó mất liền, đừng để cho nó lại đem nó mất. Bởi vì giống như Châu Nguyễn mà thấy Pháp Nguồn Lào Cai trẻ hơn mình, kinh tị lên khó chịu ngay, phải lại sao trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi, khó chịu liền, tức liền. À, đó là một cái sợi dây trói buộc mình, trói buộc mình trong dòng sanh tử.
thấy được người khác cung kính lợi lộc được tôn kính hơn cũng ganh. Đó là cái mà nó thấy nó đơn giản lắm thôi, vậy cái nó dễ dàng lắm mà lại khó bỏ. Đụng chút là sao lên, đụng chút sao lên, là như vậy. Chi pháp đó là tâm sở tật, tật của anh tỷ, tâm sở tật trong hai tâm sân, nó sanh trong hai tâm sân. Đúng rồi, tự nào đã quyết định. Không biết chánh tâm này có bị này không, thấy pháp nguồn là cái lên lên nói chúng chỗ sai của mình cũng bực bội ganh tị. Không sao, xa đúng xa hơn thì nó gửi ganh tị lên, mình nhìn thẳng vô cái tâm luôn, nhìn thẳng vô nó mất à. Tức là mình đừng nhìn ra ngoài, mình nhìn chỗ đông á, nhìn lại mình á, nhìn lại cái trạng thái tâm lúc nó xanh lên thì nó mất cái cách nó nhanh nhất không. Rồi chi pháp tâm sự tật trong hai tâm sân, nó là ganh tị mà nó xanh chung cái tâm sân luôn. Thì bởi vì nó ganh tị nó xanh nó cái sự khó chịu bực bội, và cái này nó dễ làm duyên cho những cái ác lắm. Bởi vì nó xanh chung cái tâm sân rất là nguy hiểm. Rồi cái khác thứ hai là số 9 là bỏ sản triền mất cha đi dắt sầm vào cho rằng là bỏng sẻn, keo kiệt bỏng sẻn, tức là không muốn cái bất cứ cái gì của mình mà cho người khác, không muốn cho ai, không muốn bị mất mát những cái gì của mình, tài sản của mình, tiền của mình, nhà cửa của mình, đồ đạc gì của mình, mình không muốn chia sẻ với ai. Tâm bỏng sẻn keo kiệt bỏng sẻn dữ thì bỏng sẻn này nó là một sự dây trói buộc mình, để cho mình bị dính mắc vào trong cái đời sống. Bỏng sẻn thì cho mình biết là có năm sự, có năm cái cách bỏng sẻn. Bỏng sẻn về trú xứ, có chỗ ở với mình, giờ mình mặc dù có nhà cửa rộng vậy đó, kia cho ai vô ở rồi khó hay vậy không, cho ai vô ở cho người bà con gì đó lên ở chung thì cái tâm mình nó bỏng sẻn sẽ liền. Cái chia sẻ trú xứ khó, khó liền ha. Mà trong cái những pháp bố thí về bố thí vật rồi đó, bỏng sẻn về về pháp bố thí trú xứ cũng là một pháp cao thượng nhau vậy, cao thượng hơn những cái pháp khác á, bố thí trú xứ nó rất là to lớn nha. Bởi vì khó làm mà làm được thì được hưởng lâu dài, bởi vì trú xứ mà người ta ở hoài ở lâu thì mình được hưởng, càng ở lâu mình càng được phước nhiều. Thì bố thí trú xứ là một bố thí cao thượng trong những cái phần bố thí. Nhưng mà thành ra càng tốt nào thì cái bỏng sẻn càng dữ đấy. Như pháp nguồn là cái có cái nhà dư cái phòng đó, giờ cái cho ai là ở bộ hơi khó ha, chuyện nó bộ hơi khó đó, là bỏng sẻn trú xứ. Bỏng sẻn thân độc, mình kêu kiệt bỏng sẻn, mình không muốn ai dính dáng vô thân độc mình, bên thọc tàu là số một, không có vô sự lộn xộn này được ha. Và bỏng sẻn lợi lộc là những lợi lộc mình có được mình không muốn chia sẻ ra đấy. Bỏng sẻn danh tiếng, mình được có thể danh thông đó mình không muốn ai hơn mình, tiếng tâm được hơn mình, rồi mình không muốn chia sẻ cái tiếng tâm đó. Hoặc là bỏng sẻn pháp, bỏng sẻn pháp này quan trọng giống như vậy, coi vậy chứ khó lắm. Khi mình biết pháp rồi mình giỏi cái tâm bỏng sẻn sanh lên, không muốn chia sẻ ra chứ. Chia sẻ cái tâm nó sợ chia sẻ cho người đã biết hơn mình là bỏng sẻn pháp, giống như là chánh pháp nhãn tàng là giấu giấu kỹ không cho ai biết. Những năm cái pháp bỏng sẻn này mình phải biết để mình tránh xa những cái điều này ha. Bỏng sẻn thứ, bỏng sẻn thân tập, bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn danh tiếng, bỏng sẻn pháp, năm cái pháp này cẩn thận. Chi pháp chính là tâm sở lận trong hai tâm sân, tâm sở lận trong hai tâm sân. Lận là keo kiệt bỏng sản, không những chỉ là bỏng sản về tài sản, về lợi lộc, mà là bỏng sản luôn cả về thân độc, về trú xứ, bỏng sản về danh tiếng, bỏng sản về pháp. Đó là những cái bỏng sản được xếp vô trong nhóm về những sợi dây truyền cái, những sợi dây trói buộc. Rồi đánh vào cái phần dưới là tật lận và hối,
lần hỏi được diệt trừ với các bậc thánh dự lưu, mặc dù các ngài vẫn còn sân. À, hay cái này làm cho để là ganh tị keo kiệt bỏng sẻn và hối diệt trừ ở bậc thánh dự lưu. À, mặc dù các ngài vẫn còn có sân, mà sân của ngài rất là tế nhẹ nhàng chứ không phải như mình ha, đùng 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 như mình ha. À, sự ganh tị bỏng sẻn là không có ha. À, sự hối quá là cũng không có, bởi vì các ngài là những vị thánh nhân, là giới của ngài là trong sạch tự nhiên ha, cho nên không bao giờ có sự phạm tập bảy tập ba. À, cho nên đó là ba chi pháp này tập lẫn hối được diệt trừ ở bậc thánh dự lưu. À, đó là cái điều chúng ta cần phải lưu ý, cần phải nhớ ha. Rồi, à, hôm nay mình học ở đây ha, tuần sau mình học tới số 10 là thập phiền não, thì nhắc là mình sẽ học số 10. À, hôm nay cũng công việc đi ha, mình học sớm, mình nghỉ sớm chút. Rồi, do phước quý báo mà mai chúng ta học vị pháp, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thầy. À, xin mời MC. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng, xin lỗi, sám hối Phật pháp tăng. Un tam ang ge na wan de hang. Con xin sám hối. Un tam ang ge na wan de hang. Ba ta ban sun và run ta măng bun thế yo kali to do so bun tho kamatu tang ma măng un ta măng ge na wan de hang tham man cha du vi thang qua răng tham me yo kali to do so tham mo kamatu tang ma măng un ta măng ge na wan de hang sang thân cha du vi thon ta măng sang khe yo kali to do so sang khô khama tu tăng mạc măng. Dạ, chúng con thành kính thỉnh sư đại đức tể đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Ta tha la tha sukhita budula ha tha sa sane aroga sukhita ho tha sa sape hi nya ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitiya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phalang etasming gratanatayasming sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân Đức Thế Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con xin đạo tràng cùng con hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu phê kha rê phu thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma ta nê na pha wan tu phu chi ta son thình ka ron tê tha vi ha ra man da lê thê ra cha mắt cha wa ka cha phình kha wô sa ra mi ka da na pa ti u ba sa ka ga ma cha đê sa ni ga ma cha is sa ra Sampana Buddha Sukita Vawantute Chala Pucha
ye picha anda sampawa sangse da jata atthavo papatika nilyani kang thamma varang patinjate sampe pidukkhan sakaron tu sankhayang thahatu chirang satan thammo thammantara cha pungala sankho ho tu samango va antaya cha ita yaja amhe rakhan tu san thammo sampe pi thamma chari ho mun thinh sampa phu nay ya ma thamma riya pat ve di te ngưỡng cầu các đấng chư thiên ngự trong phòng tĩnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biển thất nơi cây bồ đề chúng tôi xin hỏi họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng ngưỡng trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam nữ công phu đều là thí chủ đồng phụng trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều khư châu quận đường phần an khương chúng sanh bốn loại thông thường nõn thai thấp hoa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ triền quanh đọa đài cầu cho hương thạnh lâu dài pháp thiện trí thức các ngài mở mang vận tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hỏi nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thấy chúng tôi tiếng hoa trong pháp Phật rồi dạo truyền do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến tất cả chư thiên nhất là Đức Trời Đế Thích cùng tứ đại dương vương chư dạ so càng thác bà long vương cùng các đức dương vương các loài ngạ quỷ phi nhân atula ở khắp mọi nơi xin quý vị tùy hỷ phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh thoát khỏi mọi sự đau khổ và được an lạc lâu dài do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin thành kính dâng đến tất cả các thầy tổ đến thân bằng quyến thuộc còn đang tại tiền cùng tất cả các bạn đạo xin cho chư vị được tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ thân tâm thường an lạc và được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện Nam mô Bụt Thầy giá chúng con thành kính tri ân chư tôn